Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022 ạ. 23 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà. Những cái mặt hàng lan nụ đẹp, những cái dòng hàng kg ạ, những cái dòng hàng lan thuần ạ. Những cây lan rất là những cây lan, những cái hình quế lan hương, những cây lan đột biến, những cái giò cáo đang nụ rất là tuyệt vời luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Danh báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên ạ, có một lô hoàng thảo nghệ tâm hay còn gọi là thạch hộc duyên dáng rất là xinh đẹp ở đây cô chú anh chị này. Hàng hiện tại đang lên mầm gốc rất là đẹp luôn nhá. Một cái lô nghệ tâm như vậy về cô chú anh chị làm cái giò rất là đẹp luôn, cái dòng nghệ tâm ạ. Hiện tại đang lên mầm cỡ gốc, cây thì không có được đẹp mã nhưng đảm bảo là hoa rất là xinh đẹp. Em bán cái lô này là 50.000 cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan quế lan hương ạ. Cái dòng quế trắng tháng 8. Và đây là cái dòng quế lan hương mà gọi là dòng lá lướt ạ. Lá lướt hay là lá xếp thì nó sẽ đều sổ hoa như nhau. Và cái tầm mùa này thì khá là nóng nóng nên là cây sẽ trong tình trạng là mất nước. Nhưng mà trong mùa này thì cô chú anh chị biết rồi, quế tháng 8 hiện tại đang là đi vào mùa tháng 5 rồi đúng không ạ. Cây đang chuẩn bị cho một mùa sinh trưởng mới ạ, một mùa hoa mới cô chú anh chị nhé. Nên là thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức những cây lan gọi là dòng đệ nhất hương quế trắng tháng 8 đấy ạ. Em bán là 300.000 cho 1 kg dòng quế trắng tháng 8 này. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hàng bên em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và hiện tại thì cây đang bắt đầu là chuẩn bị lên mầm gốc. Dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cực sai bông cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Cây đang bắt đầu chuẩn bị lên mầm gốc. Cái dòng lan dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền, chịu khô chịu nắng rất là tốt cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg. Bên em cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi ạ. Dòng lan kiếm tiên vũ này cô chú anh chị này, kiếm tiên vũ. Cái dòng kiếm tiên vũ này thì em bán với giá chỉ có 50.000 cho 1 kg thôi. Đó. 50.000 cho 1 kg coi như là chỉ là cái công để bọn em lấy ở rừng về thôi, chứ còn thì công lấy ở trên rừng về một chút xíu cũng như là cái công đóng hàng thôi. Đấy. Và bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hiện tại cây thì đang chuẩn bị cho cho nụ nhá cô chú anh chị nhá. Hoàng long vĩ ạ, em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 trong kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là hơn 40.000 thôi. Cô chú anh chị sở hữu ngay những cái giò lan hoàng long vĩ với hoa cánh vàng rộ và môi tua rất là độc đáo và đẹp rồi ạ. Ở đây thì em có 2 cái lô dáng hương đuôi sắp nhá cô chú anh chị nhá. 2 lô dáng hương đuôi sắp mùa này thì nó chưa đến cái mùa mưa nên là cái cây khá là top như thế này. Em bán một cái lô dáng hương đuôi sắc như vậy với giá là 40.000 một lô như thế này, đủ cô chú anh chị là một giò đẹp ạ. Và bên này đây ạ là những cây hồ điệp đang nụ rất là đẹp luôn. Hôm nay em cập bến một cái lô hồ điệp để cô chú anh chị có thể sưu tầm thưởng thức ngay những cái bông hồ điệp xinh đẹp đấy ạ. Dòng hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi, độ bền của dòng hồ điệp này là nó sẽ độ bền là hơn 2 tháng. Mỗi một chậu hồ điệp như vậy là hiện tại đang 2 ngồng hoa cô chú anh chị nhé, 2 ngồng hoa. Và em bán với giá chỉ có 50.000 cho một cái chậu lan hồ điệp này thôi. Và ở đây thì em sẽ có tất cả là 3 màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn ạ. Có 3 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn, cô chú anh chị có thể cùng em xem ạ. Đầu tiên là sẽ là màu vàng kẻ cô chú anh chị này, hoa phân nhánh và vàng kẻ rất là đẹp như thế này. Đó, một cái chậu lan 2 ngồng hoa 50.000 thưởng thức trong vòng trên 2 tháng. Hoa cực kỳ là xinh, màu vàng kẻ cô chú anh chị nhé. Màu thứ hai sẽ là màu gấu mèo. Đó, đó là đỏ kẻ, rất là đẹp luôn ạ. Và màu thứ ba sẽ là màu tiểu mai với những cái cánh hoa hồng phớt hồng rất là xinh luôn. Đó. Đồng giá, xin nhắc lại đồng giá ở đây sẽ là chỉ có 50.000 cho một cái chậu hồ điệp có 2 ngồng hoa về để cô chú anh chị có thể được làm giống cũng như là thưởng thức những cái giò lan hồ điệp rất là đẹp này. Và sang bên này đây ạ,
Và bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm rồng đỏ ạ. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, những cái bông trầm rồng đỏ vô cùng là đẹp ạ. Hàng trầm rồng đỏ thì bình thường sẽ là nở hoa thời điểm Tết. Ở đây là cái hình ảnh em còn đang quay ở trong cái máy điện, trong điện thoại ấy, với cái ánh sáng là hơi lóa nữa nên là nó không thể hiện được cái vẻ tím đậm đà rất là tuyệt vời của nó. Cô chú anh chị nhìn ạ, cái khuôn bông rất là to, cái cánh hoa tím đậm vô cùng là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đó là dòng lan trầm rồng đỏ. Trước đây thì một thân trầm rồng đỏ rơi vào khoảng tầm 300.000. Đấy, nó không phải là tự nhiên mà nó đắt đỏ như vậy. Cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ, nó rất là đẹp. Và đây thì em đang bán những cái chậu trầm rồng đỏ này này. Mỗi một chậu ít nhất là 4 thân và 5 thân trở lên. Đấy, cũng có những cái chậu mà nó rơi vào 6-7 thân luôn cô chú anh chị ạ. Thì những cái giò như thế này thì chắc chắn đến cuối năm cho cô chú anh chị những cái tác phẩm quá là tuyệt vời. Cái hàng này nó nở hoa thời điểm Tết cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu trầm rồng đỏ đẹp một cách xuất sắc như thế này, với giá em bán chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị tưởng tượng ạ. Cái hàng này thì đến cuối năm nó phải dài khoảng tầm 70 cm cô chú anh chị nhá. Bây giờ cây đang bắt đầu là mới là mùa đi ngọn mà cây đã cao khoảng tầm 40 cm rồi. Đấy, những cái giò mà nó nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn một chút xíu, thì cô chú anh chị tưởng tượng là đến khi mà nó thắt ngọn là tháng 8, tháng 10 thì nó sẽ dài và đẹp như thế nào. Đấy, thì một cái thân trầm rồng đỏ, với những cái thân trầm rồng đỏ mà nhiều nụ hoa, với những cái bông hoa đẹp như vậy thì những cái giò trầm rồng đỏ này chắc chắn có cho cô chú anh chị những cái tác phẩm rất là đẹp đúng không ạ. Đây chỉ là một cái cần, một cần hoa thôi mà đã tuyệt vời như thế này rồi. Em bán là 130.000 cho một giò trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Và bên này đây thì em có cái dòng lan trầm trắng. Trầm trắng như hôm trước em bán thì cô chú anh chị thấy rồi, cái dòng trầm trắng, hoa trắng không tì vết, hàng chuẩn mặt đông cây giống, trắng không tì vết và bông hoa thì đã là trầm thì vô cùng là thơm ạ. Một chậu trầm trắng như vậy nhá, một chậu trầm trắng như vậy cũng sẽ rơi vào 4 cho đến 5 6 thân. Đấy, 4 cho đến 5 6 thân. Những chậu mà nhiều thân hơn thì nó sẽ nhỏ hơn ạ. Còn những cái chậu nào ít thân thì nó sẽ những cái chậu nhiều thân ấy nó sẽ to mập hơn, còn những cái chậu nhiều thân thì nó sẽ nhỏ ngắn hơn một chút xíu cô chú anh chị nhé. Thì em bán đồng giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi, đảm bảo đến mùa hoa cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp mê ly để thưởng thức. Bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương đuôi sắc này, một cái chậu rơi vào ít nhất là 3 cây khỏe và đẹp như vậy, với giá em bán là 130.000 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, đây sẽ là những cái giò đen rô xuân, phải nói là siêu vip luôn ạ. Siêu vip luôn cô chú anh chị nhá. Những cái giò đen rô xuân với nụ hoa chi chít và một cái chậu mầm gốc rất là đẹp như thế này, và đang nụ hoa quá là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông hoa của nó. Sẽ có những cái bông hoa nó tím đậm tím đậm cô chú anh chị nhìn cho em này. Sẽ có những cái bông hoa nó tím đậm ạ, và cũng có những cái bông hoa nó tím nhạt như thế này. Thì nói chung là cái vẻ đẹp của cái bông hoa nào cũng rất là tuyệt vời. Và đảm bảo cô chú anh chị một điều, những giò này thì mới bắt đầu là nở hoa, cây thực sự rất là khỏe và đẹp như vậy. Thì cô chú anh chị về chơi hoa thời điểm bây giờ sưu tầm phải chơi hoa được ít nhất là một tháng nữa cô chú anh chị nhé. Bởi vì cô chú anh chị biết là những cái giò đen đô xuân này độ bền của nó phải tầm 2 cho đến 3 tháng. Thì những cái cây này thì cô chú anh chị nhìn cái nụ hoa thì cô chú anh chị biết ạ, cái độ căng và chưa có hề có sự là suy tàn. Đây là những cái bông hoa hoàn toàn là mới nở, nên là em không dám nói rằng cô chú anh chị có thể chơi hoa được lâu, nhưng chắc chắn một điều phải chơi được ít nhất là một tháng. Thì một cái giò như vậy em bán với giá chỉ có 140.000 thôi. Chắc chắn là khi mà cô chú anh chị sở hữu những cái giò này, trưng trong phòng khách hay làm cho trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc ạ, sẽ tạo ra một cái không gian phải nói là sáng cực kỳ là nổi bật và rất là đẹp luôn. 140.000 cho một cái giò như thế này, cô chú anh chị nhìn cho em, nó quá là đẹp luôn. Cái chiều dài của thân nó sẽ dài ít nhất khoảng tầm 30 cho đến 50 cm đổ lại cô chú anh chị nhá. Là những cái hàng cây rất là vip và đẹp luôn. Đấy, ngoài việc thưởng thức hoa trong cái thời gian ít nhất một tháng, cô chú anh chị còn được một cây giống rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái mầm gốc của nó. Đây ạ, rất đẹp ạ. Chậu nào chậu đấy rất nhiều thân. Và bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây lan quân tử ạ. Mỗi một chậu lan quân tử đẹp như thế này, em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu nhé. Những cây lan quân tử này thì cô chú anh chị có thể về trưng trong, để trong phòng khách hay là bàn làm việc hay là phòng ngủ đều rất là đẹp ạ. Tạo cái không gian xanh rất là đẹp. Ngoài ra nó mang cái ý nghĩa phong thủy tuyệt vời ạ. Nhưng có một cái điều rất là tuyệt vời mà em nghĩ rằng ai cũng nên sưu tầm, đó là nên có, đó là nó ngoài cái việc là tạo cái vẻ đẹp cho không gian thì nó còn giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại từ
từ trong không khí này, loại bỏ ngay cả những tia sóng điện thoại hay là tivi cô chú anh chị nhé, nên là sẽ tạo ra một cái không gian rất là trong lành cho những người trong cái căn phòng khi mà cô chú anh chị trồng những cây, để những cây địa lan quân tử này ở trong phòng đấy ạ. Đó, với giá chỉ có 70.000 trong một giò, và nhiều cặp lá cũng như là lá ngắn lá tròn rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp sau bên này sẽ là những cái cây hoàng tử áo trắng với những cái cần hoa rất là to, rất là dài ở đây. Mặc dù nó đã tàn rồi nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Em bán một cái chậu hoàng tử áo trắng này là 180.000 cho một chậu nhá. Và tiếp sau bên ở đây thì em có những cái giò lan. Ở bên này sẽ là những cái giò lan. Đây sẽ là những cái chậu lan cắt lea dòng cắt mini cô chú anh chị nhé. Nói là mini nhưng bông hoa của nó khá là lớn ạ. Và một cái chậu lan cắt mini nó sẽ cho mình hoa quanh năm luôn. Và một cái giò như vậy em bán với giá chỉ có 90.000 thôi. Sau bên này đây sẽ là những cái cây đai châu siêu rẻ ạ. Siêu rẻ là những cái cây đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Một cái cây như thế này, cái lá của nó ít nhất phải dài tầm 20 cm ạ. Với giá em bán chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Cái giá lẻ thực sự là còn rẻ hơn cả cái giá sỉ nữa ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ lava. Một cái dòng lan mà với những cái bông hoa cánh hoa đỏ mà rất là mỏng manh nhưng mà lại cực bền hoa, và nó cũng cho mình hoa quanh năm. Một chậu lava xinh đẹp như vậy em bán với giá 110.000. Dòng dáng hương quế tím ạ. Dáng hương quế tím thì mỗi một chậu sẽ là 3 cây. Một chậu quế tím như vậy với số cây sẽ là 3 cây, em bán với giá là 110.000, 140.000 cho một chậu quế tím này. Bên này sẽ là những cái chậu giò hỏa hoàng cam, một cái chậu như vậy 3 cây, em bán với giá là 100.000 cho một chậu nhé. Và bên này đây sẽ là những cái giò 5 cánh trắng HO siêu VIP luôn ạ. Hàng này bao chuẩn mặt đông cây giống nhé. Chiều dài của mỗi một cây rất là nhiều kỳ trên thân và mầm gốc đang lên này. Hàng hiện tại đang bắt đầu xuống lá chuẩn bị cho hoa 5 cánh trắng HO. Mỗi chậu rơi vào ít nhất là 6-70 cm, cao 70 cm trở lên và đang lên kỳ và lên mầm gốc rất đẹp. Hàng bao chuẩn mặt công, hồng dòng hiển oanh. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho một cái chậu cực kỳ là VIP và đẹp như thế này. Đấy. Rồi sang bên này đây ạ. Là cũng là dòng 5 cánh trắng, một cái dòng lan đó là 5 cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan gọi là dòng lan nền móng của những cái dòng lan va. 5 cánh trắng Phú Thọ, một cái dòng lan mà sai bông tự nhiên, thân lá đẹp. Đấy, thân lá đẹp và sai hoa một cách rất là tự nhiên mà cô chú anh chị không cần phải kích gì, vẫn sai hoa tự nhiên. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng rất là những cái giò đây là những cái giò Phú Thọ nhá cô chú anh chị nhá. Một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này cô chú anh chị nhìn cho em, hiện tại là hàng đang nụ như thế này rồi. Và em đã nụ như thế này rồi thì cần gì phải bảo hành mặt hoa nữa đúng không ạ? Đó, đã nụ như thế này rồi thì không cần phải bảo hành mặt hoa nữa đâu nhá. Hàng chuẩn, rất là chuẩn luôn rồi ạ. Em bán một cái chậu Phú Thọ này em gọi là cái hình 59 ạ. Cái chậu Phú Thọ 59 với hai thân mầm nụ rất là đẹp, có cả kỳ luôn này cô chú anh chị này. Vậy giò này em xin phép được bán là 150.000 ạ. Giò tiếp theo giò 58, Phú Thọ 58, cái chậu này cũng là hai thân siêu nụ và kỳ trên thân mầm gốc rất đẹp, em bán 160.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 57, mới chậu Phú Thọ, một cái là dòng lan mà 5 cánh trắng trước đây cực đắt đỏ, hiện tại thì ai cũng có thể sưu tầm được. Một cái mặt bông mà cô chú anh chị biết rồi, không phải nổi tiếng trong nước nữa, mà cây Phú Thọ này đã được nhiều những cái bên vườn, ngay cả những cái vườn Thái người ta cũng đã nhân giống. Đấy, là một cái mặt bông mà rất là đẹp, nổi tiếng đúng không ạ? Cái cây Phú Thọ hình 57 này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho chậu này có hai thân nhé. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 56 này, chậu Phú Thọ này lên đến 3 thân luôn. Đấy, trong đó thì có một cái thân siêu nụ ở đây ạ. Bây giờ này em xin phép được bán với giá cũng 160.000 cô chú anh chị này. Và hình tiếp theo 55, cái chậu 55 em hơi đi hơi ngược một chút nhé. 55 chậu hai thân ạ, và một chậu là kỳ trên thân rất nhiều, không, mặc dù không có nụ nhưng kỳ trên thân rất nhiều. Có hai cây như vậy và cái giò này em bán với giá là 180.000. Và hình tiếp theo hình 54 ạ. Cái giò này cũng là hai thân đang rất nhiều nụ và mầm gốc lên cực đẹp luôn như thế này. Cái chậu này là thành 3 thân chứ không phải là hai thân ạ cô chú anh chị. Đây. Hai thân này, cái thân này bên này là có kỳ này, hai thân nụ này cô chú anh chị. Giò này em cũng xin phép được bán là 180.000 nhá. Và sang bên này đây là cái hình 58, cũng là một cái chậu Phú Thọ này. Cái chậu này thì hai mầm gốc, mặc dù nó chưa có, không thấy có nụ nhưng hai mầm gốc rất là đẹp. Cái chậu này em bán với giá 100.000. Và hình 52, cái chậu này vừa nụ này, vừa mới mầm gốc trên thân rất là đẹp. Em bán cái giò này với giá là 120.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 51 này. Hình 51, cái giò này là có tất cả 3 thân cơ cô chú anh chị ạ. Trong đó có một cái thân đang có nụ, còn mấy thân này thì đây, cái thân này đang có mầm
ghi lên này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 50. Một cái chậu phú thọ, một vừa có nụ trên thân và vừa mầm gốc này. Em bán chậu này với giá 110.000 cô chú anh chị nhé. Về được thưởng thức hoa luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình 49. Cái chậu này thì em thấy là có nụ thôi và cũng không có kỳ. Ở cái chậu này thì thôi để em ngắm hoa vậy, bởi vì là em thấy là nó đã bị hỏng thân rồi này. Sang bên này đây sẽ là hình 48. Cái hình 48 này thì em có rất là nhiều kỳ trên thân này, mập nú luôn và có cả nụ nữa luôn cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Có cả nụ nữa luôn và kỳ thì rất là mập. Cái giò này em xin phép được bán là 120.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ Mitonia. Hiện tại thì em đang có hai cái mặt bông cô chú anh chị nhé. Mà vẻ đẹp của cái bông hoa của nó thực sự như là tranh vẽ. Thì ở đây em đang có đây ạ. Em tiện đây thì em đang có một cái bông hoa, đó là cái dòng vũ nữ Mitonia màu vàng. Ở đây thì ở bên ban ngày là vàng khá là đậm, nhưng mà ở đây thì buổi tối cô chú anh chị biết rồi, màu vàng mà lại còn quay vào ống kính nữa thì nó sẽ nhìn nó không có được vàng đậm, nhưng ở bên ngoài là vàng, một vàng rất là sáng và đẹp. Cô chú anh chị nhìn cho em cái phần họng của nó như đúng như là cái tranh vẽ mà như là một cái vũ công luôn. Hoa rất là thơm, cái bông hoa to cô chú anh chị nhé. Ở đây thì em có hai cái màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn đấy ạ, là cái màu tím hồng này, màu tím hồng, và cái màu vàng này cô chú anh chị nhé. Và cái màu vàng này đấy ạ, hoa rất là thơm và dễ thuần dễ chăm. Cái chậu màu đỏ thì em còn có chậu có hai cần hoa, hai cần hoa rất là đẹp luôn, với giá em bán là 150.000. còn những cái chậu màu vàng này thì hiện tại em đang có những cái chậu là một cần hoa thôi và em sẽ bán với giá là 110.000. có hai màu sắc như vậy nhé. Và bên này sẽ là cũng là những cái là dòng lan vũ nữ đẹp đặc sắc mà đáng sưu tầm nhất ạ, cực mướt luôn đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Là dòng vũ nữ đầu tiên sẽ là cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh. Dòng vũ nữ hoàng hậu xanh với cần hoa to uỳnh luôn và cần hoa sẽ dài cả mét cô chú anh chị nhé. Bông hoa vô cùng đẹp, thoải mái cô chú anh chị uốn và tạo dáng theo sở thích của mình. Một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy ạ, đang có nụ với giá em bán là 150.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Chậu nào cũng đều đang có nụ hết đấy ạ. 150.000 cho một chậu cô chú anh chị này. Đó. Và bên này đây thì em có dòng vũ nữ Socola Baby ạ. Socola Baby có những chậu một giả hành thôi mà cho hai cần hoa luôn. Mà mặc nó chỉ cần có một cần hoa đã đủ rực rỡ rồi. Nếu như chậu nào mà có hai cần hoa thì phải nói là vô cùng là khủng và đẹp luôn. Socola, đây ạ, cô chú anh chị nhìn xem này. Mỗi một chậu như thế này thì nó phải phân khoảng tầm 10 nhánh mà cần hoa của nó phải dài cả mét cô chú anh chị nhé. Phân nhánh chi chít luôn. Đó, một cái chậu vũ nữ hoa Socola Baby, hoa siêu thơm ạ. Cực bền hoa, trong hoa quanh năm, một cái chậu đẹp như thế này em bán với giá là 180.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng vũ nữ mèo cam hay còn gọi là vũ nữ cam lửa. Một cái chậu cũng rất là khủng, rất là xum xuê luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì những cái chậu này là đang bắt đầu là chuẩn bị cho nụ thôi. Đấy, hôm nay thì những cái cây mà đang nhú nụ ấy thì em đã bán hết rồi. Nhưng mà thực ra là những cái cây mà chậu nhú nụ ấy thì nó rất là ít thân. Còn đây những cái chậu này thì một cái chậu rất là khủng và cực nhiều thân như thế này cô chú anh chị nhá. Ồ, đây này cô chú anh chị này. Đấy, cây này thì hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ luôn rồi này. Cô chú anh chị mình yên tâm luôn ạ. Những cây này thì về nó sẽ cho hoa luôn nhé. Mèo cam ạ. Hay là vũ nữ cam lửa đấy ạ. 180.000 cho một giò. Và tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Rất là nhiều những cái loại lan đáng sưu tầm luôn. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Quế lan hương ạ. Quế lan hương thì lúc nãy em có bán cái hàng bên kia là hàng kg. Em bán với giá 300.000 cho 1kg quế lan hương. Còn nếu như cô chú anh chị muốn chọn theo hình và muốn có những cây quế đẹp ưng ý nhá, đẹp như là ý của mình, đây cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thể chọn theo hình này cho em. Cái hình quế này em gọi là cái hình quế số 1 này. Cái hình quế số 1 này là 3 ngọn quế, là nguyên một cái rề. Một cái rề là hình như đâu là 4 ngọn quế, cực kỳ là dài đẹp luôn. Một cái ngọn dài nhất chắc phải dài gần cả mét luôn rồi ạ. Cái giò này thì chắc chắn là khi mà cho hoa thì cực đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em cũng nói thêm là khi mà hàng đến chỗ cô chú anh chị thì cái mùa nắng nóng như vậy thì sẽ có thể có một hai cái lá ở dưới chân nó có thể là bị vàng, cô chú anh chị cũng hết sức là thông cảm cho em nhé. Cây quế thì rất là dễ thuần dễ chăm thôi ạ. Và cái rễ quế lan hương rất là đẹp này ạ, em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ, 280.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Là hình số 1 ạ. Hình số 2 cô chú anh chị nhìn cho em ạ, một cái rễ quế thẳng tắp luôn, cực đẹp như thế này đấy ạ. Cái rễ quế này em xin phép được bán với giá là 300. Cái rễ quế này em bán với giá là 350.000 cô chú anh chị nhé. Gọi là rễ quế số 2. Cái rễ này mà cô chú anh chị đến lũa thì thôi rồi ạ. Tiếp theo sẽ là hình quế số 3 này. Hình quế số 3, cô chú anh chị nhìn cho em, chỗ này là có hai rễ. Chỗ này cũng sẽ đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò quế cực đẹp luôn.
Và cái rể quế số 3 này thì em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một cái phần quế thân rất là dài, rất là đẹp luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này cô chú anh chị này. Một cái cây quế xếp với cái chất lá cực kỳ là đẹp và VIP như thế này. Hai ngọn quế bản lá rất là to cô chú anh chị nhá. Bình thường em thấy là người ta bán những cái ngọn quế như thế này vài 300.000 cơ cô chú anh chị ạ. Thì cái hình quế này có hai ngọn đẹp như thế này ạ. Hai ngọn quế rất là to và đẹp như vậy. Em bán cái hình quế này với giá là 320.000 ạ. Là những cây quế xếp rất là đẹp nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình này cũng có hai ngọn quế xếp rụt ở đây. Với giá lá ngắn cô chú anh chị nhá. Lá xếp và bản lá to. Hình này em bán với giá là 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 46, hình số 6 này. Cái hình này là ba ngọn quế cực VIP luôn ạ. Ba ngọn quế cực VIP và đẹp luôn như thế này. Em bán với giá 350.000 cho cái hình quế này nhá, cô chú anh chị nhá. 350.000 cho hình số 6 ạ. Đấy, thì em có cả những cái hình rẻ, có cả những cái hình đắt luôn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 7 hoặc cô chú anh chị mua hàng cân bên kia cũng được luôn ạ. Hình số 7 sẽ là bốn ngọn quế lá xếp bản lá to ở đây, với giá em bán là 320.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái hình số 8 này thì có một rề có hai ngọn. Chất lá thì khỏi phải bàn rồi, một cái rể quế xếp rụt rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì cái ngọn này nó bị lỗi ngọn nên là đã mọc lên cái ngọn mới này. Cái ngọn dưới này thì hơi dập lá ngọn một chút xíu. Mặc dù nó không có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của cây cả, nhưng em sẽ bán cái rể này với giá chỉ có 150.000 thôi. Cô chú anh chị nào mà chơi dáng hương lâu thì biết rồi. Hình này nó vẫn cứ lên đẹp bình thường. Và bên này sẽ là một cái rể phải nói là siêu VIP luôn, một cái rể quế rụt cực đẹp. Cô chú anh chị nhìn ngắm xa cho em nhé. Để đấy thấy được cái vẻ rụt đẹp, cái lá ngắn rất là ngắn, lá cực ngắn và chất lá rất là đẹp ở đây ạ. Mỗi cây quế rất là hiếm gặp, rất là đẹp này. Xin phép em bán với giá là 380.000 cô chú anh chị nhé. 380.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10. Hình số 10 sẽ là một cái hình quế này. Hình quế này cũng là một cái hình quế xếp xinh như thế này. Đó. Cái hình quế này em xin phép được bán nó với giá là 210.000 cô chú anh chị ạ. 210.000 cho lô quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11, một cái lô quế này. Lô quế hình số 11 này em bán với giá là 180.000. Đấy, cô chú anh chị thích lấy cái hàng gọi là hàng VIP đẹp. À, thì cô chú anh chị có thể chọn là theo hình theo ý thích nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 một cái ngọn quế rất là dài đấy ạ. Cây quế mẹ con này cô chú anh chị này, cực dài luôn. Thêm một cái ngọn bên dưới này nữa, bản lá rất là to đấy ạ. Và cái hình quế này em xin phép được bán nó với giá là 300.000 cho hình quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Hình số 13 cũng là hai cái rể quế một cái lô quế này, bên dưới này là một rể quế, một mẹ hai con ạ. Và thêm một cái ngọn này nữa để tạo đủ sung xuê cho một cái rể quế bản lá to và rất đẹp ở đây. Em bán với giá là 330.000 cho hình quế 13. Hình quế 14. Hình quế 14 này thì em bán 260.000. Hình quế này có 4 ngọn, 260. 4 ngọn rất là to luôn. Hình quế số 17 ạ. Cái hình quế số 17 này cũng là 4 ngọn xếp này, thẳng tắp luôn cô chú anh chị này. Vừa rồi cô chú anh chị nhìn cái cần hoa của nó dài không cô chú anh chị? Đó, đây ạ, cần hoa quế dài không? Em bán cái hình này với giá là 320.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16 này, 200.000 cho hình quế này. Một cái lô quế như vậy 200.000. Và hình tiếp theo số 17 này. Hình số 17, cái hình này không biết là bao nhiêu ngọn đây, một lô rất nhiều. Đấy, thì em bán cái hình này với giá là 130.000. Tùy cô chú anh chị có thể lựa chọn bao nhiêu cái lô đắt, lô rẻ, tùy luôn. Em có đủ loại cô chú anh chị chọn lựa luôn nhé. Hình tiếp theo số 18, em bán cái hình này 180.000, 2, 4, 5 ngọn quế, 180.000. Và hình số 19 ạ, cũng là một cái rề ngọn quế mẹ con. Đấy, ngọn quế mẹ con rất là dài luôn. Cô chú anh chị này, nhìn cực đẹp như vậy. Em bán hình này với giá 280.000 ạ. Bên này đây thì em có đùi gà. Đùi gà em có bán hàng cân bên kia. Hàng rất là đẹp, cắt tỉa kỹ luôn cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình này cho em. Đặc điểm hàng gà Cao Bằng bao giờ cũng rất là sai bông. Đấy, thân như gà dẹt nhưng mà hoa khi sổ bông mặt mắt nhung đen tuyệt vời luôn. Em bán cái hình 20 này 120.000 cho cô chú anh chị có một giò. Gà tròn Cao Bằng đẹp luôn, hình 80. Hình 21 80.000. Hình số 22, hai dề ạ. Đấy, hai dề cô chú anh chị nhé. Tiếc là bây giờ nó đã nở hoa rồi chứ không thì quá đẹp luôn. 120.000 cho hình 21, hình 22. Cái rề rất là dài ở đây ạ. 140.000. À, hai rề cô chú anh chị ạ, 140.000 cho hai rề này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24.
hình số 24, muối dề. Một cái dề này em bán với giá rất là xanh tươi đẹp 120.000 ạ. Hình 25 140.000. 140.000, cái dề này cũng rất là dài luôn nhé, nguyên một dề luôn ạ. Tiếp theo là 26 150.000, cái dề này rất là to luôn, vừa rồi là cho một cái mùa hoa phải nói vô cùng rực rỡ. Hiện tại cây nó rụng lá, rụng hoa nên là nhìn nó sắc sơ như thế này, nhưng cô chú anh chị thấy là những cây này sau này sẽ lên cho mầm gốc mới nhé cô chú anh chị nhé. Đây này. Yên tâm giúp em ạ. Sang bên này đây sẽ là hình 27. Một cái dề mà dề này thì khi mà sang năm tới có thể cho cô chú anh chị tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Tiếc bây giờ nó nở hoa rồi, 170.000. Dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Sắp đến mùa cáo rồi đây cô chú anh chị. Chơi xong mùa cáo là bắt đầu ngắm nụ quế cô chú anh chị nhá. Cái mùa dáng hương đuôi cáo đây, một cái giỏ cáo với ba ngọn cáo và đang nụ như thế này. Đây có vài ngọn nữa nhưng mà lối ngọn nên là em không tính, có ba ngọn đẹp. Đây em bán 220.000. Và hình tiếp theo là hình 29 này. Cái giỏ cáo này thì cũng có 5 ngọn, tuy nhiên thì có 2 ngọn bị lỗi ngọn, còn có 2 ngọn, 3 ngọn không lỗi, em cũng bán 220.000. Tiếp theo sẽ là hình số 30. Giỏ này thì có 3 ngọn, 4 ngọn. 4 ngọn, cái hình này em xin phép được bổ bán với giá 250.000 cho chậu cáo này. Tiếp theo sang hình số 31 cũng là 250.000 ạ. 250.000 cho giỏ cáo này, cái đụ hoa dài mướt luôn rồi. Hình sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32, cái chậu cáo 4 ngọn này. Đấy, đang nụ cực đẹp luôn, hình này em bán cũng 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33, cái chậu cáo này. Em bán với giá cũng 250.000 là 4 cây. Và chậu số 34 ạ, 250.000 cô chú anh chị nhé, cũng là 4 cây rất là đẹp. Và hình tiếp theo là hình số 35. Em bán với giá 250.000, chậu này cũng là 4 cây, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Hình tiếp theo 26, 250.000, đảm bảo cô chú anh chị mua những nơi khác chắc chắn những giỏ cáo này người ta không bán dưới 300. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hoàng nhạn. Hoàng nhạn thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Cái chậu hoàng nhạn rơi vào ít nhất là 8 cây trong một giỏ và đang nụ như thế này. Đang nụ như thế này cô chú anh chị nhá. Chỉ cần 1-2 bông nở thôi là cực kỳ là thơm rồi. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì chắc chắn biết cái thơm, cái độ thơm tuyệt vời của dòng hoàng nhạn rồi ạ. Cái chậu hoàng nhạn này em xin phép được bán với giá là 360.000 cô chú anh chị nhá. 360.000 cho chậu hoàng nhạn số 37 ạ. Chậu hoàng nhạn 38 này cô chú anh chị này, tính cả cây lớn cây nhỏ thì mỗi một chậu ít nhất là đều có 8 cây cô chú anh chị nhá. Cái chậu 37 này cũng đang có những cây nó cho nụ như vậy này, em bán với giá là 340.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 39 ạ. Cái chậu này cũng sẽ là 360 nhé cho chú anh chị nhé. Có những cái cây mà lá tròn vo, lá ngắn cực đẹp luôn đẹp, rất nhiều nụ ở đây ạ, 360.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Chậu 40 này có một cái cây hơi nằm dạp ở kia. Cái chậu 40 này em xin phép được bán với giá là 350.000, 330.000 ạ. Và chậu 41, 350.000 cho chậu này cô chú anh chị nhá, 350.000 ạ. Chậu 42 cũng siêu đẹp luôn ạ. Để mà có được cái giò lan đẹp như thế này thì cái thời gian chăm sóc không phải ít đâu cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị biết rằng là những cái cây hàng rừng về nó rất là nhỏ mà gãy dập nhiều đúng không ạ? Mất rất là nhiều thời gian để mà chăm sóc thì mới có được những giò hoàng nhạn nó thân lá nó đẹp như thế này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 350.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 43. Cái chậu 43 này thì em cũng bán với giá là, cái chậu này 350.000 cho chậu 43 này nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu 44 ạ, cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Chậu 44 này cũng sẽ là 350.000 ạ. Chậu 45 ạ, chậu 45 cũng vậy đấy. Mỗi một chậu có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Chậu 45 này em bán 330.000. Rồi, bên này đây sẽ là 46, một cái chậu hài. Cái chậu hài này thì hài gấm của chú anh chị nhá. Một cặp đôi hài này thì nó đã nở hoa và sắp tàn. Còn bên này thì đang có một cái chậu mà chuẩn bị nở hoa. Thường là khi mà nó nở hoa thì nó sẽ cho hoa kép này. Chậu hài gấm này em xin phép được bán với giá là 100.000 nhá, của chú anh chị nhá. 100.000 ạ. Là hình 46, hình 47 này. Là một cặp đôi hài gấm ạ. Ồ, cái chậu này thì đây có hai cái cây nó nở hoa rồi cô chú anh chị ạ. Đây ạ, bên bông bên này thì gần tàn và có thêm một cái cây này chuẩn bị đang mèo lên này cô chú anh chị này. Thưởng thức hoa suốt luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. Cũng là một thôi 110.000. Giò dáng hương tam bảo sắc. Mà em gọi cái giò này là giò số 1 này, ba ngọn xinh xinh như vậy này, đang nụ
cực đẹp luôn. Em bán giò này 60.000 nhá. Giò tam bảo sắc số 2 đây ạ. Giò tam bảo sắc số 2 đây cô chú anh chị. Em bán cái giò tam bảo sắc số 2 này với giá là 140.000. Đấy, đều là những cái cây, có những cây tam bảo sắc cho đến 3 vòi nụ luôn. Đó, cái mùi hương của tam bảo sắc này, ngay cả những người mà chưa bao giờ chơi lan, khi mà thưởng thức những cái mùi hương của tam bảo sắc chắc chắn là đều sẽ yêu thích cái mặt cây lan rừng hết cô chú anh chị nhá. Rất thơm ạ. Cái chậu này là chậu số 3 em cũng bán là 140.000. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông nhá, đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng ạ, 50.000 cho kg. Khô và rất là sạch đẹp. Atonic 12.000 cho một gói, duy đỏ 60.000 cho một ống, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. B1 Thái 40.000 cho một lọ này. Và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000 ạ. Siêu da rễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và cắt tan đặc trị thố nhũn 40.000 cho một lọ. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thố nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi. Bên này dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Bên này sẽ là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương. Cái sản phẩm đã đủ men vi sinh, đủ kháng nấm trong một trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi nhé. Cái sản phẩm phân bón này phải nói là một cái sản phẩm cực kỳ hoàn hảo luôn. Ai đã từng sử dụng thì chắc chắn sẽ quay lại cô chú anh chị ạ. Một cái sản phẩm rất là hoàn hảo, bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Mà cái hàng ủ rất là kỹ, ủ rất là kỹ về bằng men vi sinh, bằng kháng nấm. Nên là khi mà cô chú anh chị bón cho cây thoải mái bón, rất là lành tính mà không sợ bị đen đầu rễ luôn cô chú anh chị ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Và một cái lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000 ạ. Hàng sản phẩm hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Ngoài ra thì em vẫn có cái mật ong khoái. Mật ong khoái, cái mùa mật ong, cái mùa mà em nghĩ rằng là chất lượng nhất của mật ong. Bởi vì hiện tại thì đang là mùa xuân và rất là nhiều cái loại hoa đang đua nở, nên là cái mùa mật ong này sẽ là cái mùa mật ong tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 230.000 cho 1kg thôi. Cô chú anh chị biết rồi, cái sản phẩm mật ong rừng này thì người ta bán rẻ nhất cũng là 250 đúng không ạ? Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.